Cùng nhau, chúng ta đã viết lên một câu chuyện. Câu chuyện về một con tàu vừa hạ thủy. Con tàu ấy được đóng bằng tâm huyết, bằng nước mắt, bằng nụ cười. Bằng thành công, bằng thử thách. Chúng ta đã trưởng thành, đã cùng nhau nỗ lực hết mình. Bằng quyết tâm, ý chí và xây dựng các nhóm kinh doanh mở rộng đội ngũ. Và cùng nhau, chúng ta đã sẵn sàng cho những chuyến hải trình mới. Cùng nhau hướng đến mục tiêu chung, vượt xa khỏi vùng an toàn của chính mình. Cùng nhau, chúng ta thực hiện chuyến hải trình mới, chuyến hải trình của thành công và sẻ chia.